Vấn đề cỏ dại luôn là một cái vấn đề rất là đau đầu đối với tất cả các bác làm vườn, trồng cây ăn quả cũng như là trồng cây hoa như nhà em đây. Thì sẽ có các cái cách để mình giải quyết khác nhau, ví dụ như là phun thuốc trừ cỏ, ví dụ như là dùng máy cắt cỏ hoặc là dùng nhổ cỏ đi. Cách đơn giản nhất là dùng cái phương pháp nhổ cỏ và một vài phương pháp khác nữa. Đấy, tuy nhiên là một cái sản phẩm mà rất là hữu ích mà em sẽ giới thiệu trong các bác video này, đó là cái giải pháp sẽ sử dụng cái bạt che phủ cây. Cái bạt này là cái bạt chuyên dụng dành để che phủ cỏ, che phủ cái cỏ dại. Thì cái cây ở đây là cây hoa, thì các bác có thể thấy là nó sẽ lên, nó sinh gọi là rất là phát triển như này, nó rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về cái bạt che phủ cỏ này. Các bác có nhu cầu tìm hiểu về cái sản phẩm này thì kết bạn Zalo với cơ sở em hoặc gọi điện trực tiếp để bên em tư vấn nhé. Nó sẽ có các cái size khác nhau và thường thì sẽ bán là tính theo mét. Đấy, cứ tính ra mét là nhân ra tiền các bạn. Đấy, chứ còn nó cũng không quan trọng là khổ bao nhiêu đâu, có thấy mình cứ tính ra mét. Thì nó có các cái khổ là 260, 1 mét, 2 mét, 3 mét và 4 mét. Đấy, tùy theo các bác. Đây thì một cái ví dụ đầu tiên em sẽ chia sẻ cho các bác ở ngay cái phần cỏ dại này. Đây các bác có thể thấy là cái phần phía bên ngoài cỏ thì là cỏ nó đã lên rất là tốt như này. Và cái phần được che phủ thì trừ cái phần gốc ra, nó lên một vài cây, còn đâu là nó rất là sạch. Đó, các bác có thể quan sát. Đây hoa còn đang rất là đẹp, hoa này. Ở thì với cái việc sử dụng cái bạt che phủ cỏ như này thì những cái lợi ích nó đem lại thì nó rất là tốt cho những người làm vườn như chúng ta. Thứ nhất là hạn chế được cái việc là sẽ phải sử dụng cái thuốc trừ sâu các bác nhé, thuốc trừ cỏ đấy ạ. Thứ hai là tốn ít nhân công, chi phí, bởi vì cái này mình đầu tư một lần thôi thì sẽ dùng được vài năm, ví dụ cái độ bền của nó. Thì có hai loại, một loại nó sẽ bền được 3 năm và một loại sẽ bền được 5 năm. Thì cái loại bền hơn thì tất nhiên là nó dày hơn và nó đắt tiền hơn. Đây cái cây này nó bò vào này. Nếu mà trong trường hợp mà cây cỏ bò vào như thế này, đây là dây bìm bìm này các bác, thì các bác chỉ việc nhổ qua đi như này cho em thôi là xong. Cây đang sinh trưởng này, cây các bác thấy mập không, em vừa bón phân xong em mới phủ vào. Đấy, cây này đang hơi nghiêng nghiêng. Cái lợi ích đầu tiên đó là tiết kiệm các bác, thì em đã nói rất là nhiều trong cái video rồi. Với một cái sản phẩm nó hữu ích mà nó tốt cho các bác làm nhà lông, làm trang trại, trồng hoa cây cảnh, làm vườn, trồng cây ăn trái như này, thì liên tục em sẽ giới thiệu về cái sản phẩm này với một cái mong muốn là sẽ đem đến cái sản phẩm tốt giúp cho các bác là nhàn hơn trong quá trình sản xuất trồng cây. Đấy. Cái lợi ích thứ hai đó là nó được sản xuất chuyên dụng để che cỏ, cho nên là được sản xuất theo cái dạng là gọi là màu đen đấy ạ. Các bác có thể quan sát toàn bộ là màu đen đúng không ạ? Và nó được thiết kế đặc biệt ở cái chỗ là nước mưa, và hôm nay thì trời đang mưa đây. Các bác nhìn trên đây, trời đang mưa. Thì cái độ thẩm thấu của cái bạt này nó rất là tốt. Đây, em ví dụ ở một cái vùng này nhé. Này, độ thẩm thấu này các bác thấy mặt nước không? Nó không hề chảy đi và nó sẽ ngấm dần dần xuống, nó tạo độ ẩm ở dưới phần gốc cây. Và giữa, bây giờ là giữa cái phần đất và phần những cây bên trên nó được cách như này, thì với những cái loại sâu thông thường ấy cũng giảm bớt rất là nhiều, bởi vì nó sạch các bạn. Chính cái phần cỏ dại nó rậm rạp ấy, thường nó sẽ đem lại, tức là nó sẽ có rất là nhiều con sâu, các loại lấm ăn theo. Thế còn khi như này là sẽ giảm được rất là nhiều những cái gọi là sâu do cái phần cỏ. Đấy, và nó sẽ tạo được cái sự xốp đất trong quá trình sử dụng cái bạt che phủ cỏ này. Tại sao lại như vậy ạ? Thì em ví dụ như này nhé, bên này là cái chỗ mà do là em chưa sử dụng đến, cái chỗ này mới san lấp thêm ấy, thì bên này là trời mưa ấy, thì nó không có cái gì che, cho nên là cái đất sẽ rất là bị rẽ đất, bị dí xuống và nó không có cái độ tơi xốp. Chỉ một thời gian thôi là cái đất này nó sẽ chai lại và nó rất là chặt đất, cho nên nó không có sự xốp đất của cây trồng lên, thì nó sinh trưởng phát triển sẽ chậm hơn là cái việc che phủ cái bạt này ngay từ đầu. Đây các bác có thể quan sát cái phần bên này là cái phần cỏ này là em không che phủ, bởi vì cái phần này là chưa trồng đến. Thì với việc vườn bên ngoài này mình có thể xử lý bằng đưa máy cắt cỏ vào cắt là cũng rất là nhanh thôi. Còn phần phía bên trong này thì đã được che phủ thì hoàn toàn là lên rất là đẹp đấy các bác này.
cây đang lên rất là đẹp. Đây cây mẫu đơn. Trời đang mưa. Thì các bác biết là trời mà mưa như này đấy thì cỏ dại nó lên thì rất là nhanh đúng không ạ? Cây trồng thì thường lên chậm hơn cỏ dại. Đấy, cái giống cỏ thì bao giờ nó cũng lên rất là nhanh. Đấy, cho nên các bác cần có những cái biện pháp xử lý ngay từ đầu khi mà quyết định làm vườn thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả hơn. Thế thì làm vườn thì cũng có nhiều cái quy mô khác nhau và có mục đích khác nhau. Ví dụ các bác trồng để đẹp, không phải là đem lại cái thu nhập chính, nhưng mà thích thì trồng, không hề bỏ đấy. Rất là nhiều trang trại, rất là nhiều ông chủ là có điều kiện, có tiền đấy, xong rồi bắt đầu là mua một cái khu vườn tầm độ 1-2 sào thôi đấy. Sau đấy thì cũng chưa làm gì thì trồng cây đấy, trồng cây ăn quả thì mỗi loại cây ăn quả trồng một vài cây đấy, xong rồi cuối cùng là cái vườn đấy thất bại bởi vì là cỏ nó lên đấy, không chăm sóc được kịp đấy, cỏ lên có khi là cỏ lên cao hơn cả cây, không thể cắt nổi nữa. Tức là đưa máy cắt cỏ vào thì các bác hình dung là cắt luôn cả cây thôi. Cái cây mà trồng lúc nhỏ mà tầm độ khoảng 30 sen ấy, thì các bác thấy là chỉ một tháng thôi cỏ nó lên nó ngập luôn đấy, thì đâu có thấy cây ở đâu, mà thuê người đi nhổ thì mất mấy triệu tiền công, hay có khi là bỏ luôn cả vườn đấy. Thì cũng có những bác là chưa nghiên cứu về cái kỹ về cái gọi là khi làm ấy, mình tính toán về cái tiêu diệt cỏ đấy, cho nên là nó sẽ bị sai ở cái chỗ này, nên mất rất là nhiều công. Cho nên với việc sử dụng mà cái bạt che phủ cỏ mà em vừa mới giới thiệu ở đây cho các cái khổ bạt khác nhau thì nó giúp cho các bác là rất là tiết kiệm này, đất rất là tốt này, cây sạch bệnh, nói chung là ưu điểm nó rất là nhiều, tiết kiệm được sức lao động rất là nhiều, cả tiền nữa. Đấy, cho nên là cái video ngày hôm nay bác nào mà xem được muốn tìm hiểu về cái bạt che phủ cây như này thì liên hệ cơ sở bên em để được tư vấn. Số Zalo thì em sẽ để bên phía góc trái, các bạn nhân viên bán hàng thì em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác về các cái mẫu bạt khác nhau và giá cả trên thị trường. Cơ sở em sẽ giao hàng toàn quốc qua dịch vụ chuyển qua bên bưu điện. Các bác ở miền Tây, miền Nam Bộ mua rất là nhiều thì cũng cảm ơn các bác đã tin tưởng cơ sở em. Em ở Bắc Giang nhưng mà hàng đấy các bác thấy là có những đơn hàng em gửi vào tận miền Tây, các tỉnh miền Tây chính là dùng cái này rất là nhiều, nhất là Tiền Giang ạ. Thì tiền vận chuyển thì không phải là xa mà nó đắt đâu các bạn. Đấy, nó vẫn chung chung thôi. Các bác lấy số lượng nhiều là bên em bao ship rồi. Thế còn nếu mà lấy ít thì các bác trả cái tiền phí ship giúp em. Đây, cây đang lên rất là đẹp. Thì video này em xin được tạm dừng ở đây. Xin chào các bác nhé.